Bắt đầu đi ra lô đất của mình nha mọi người. Đây. Đây đường đi ra lô đất của mình đây. Đây nhà nè, nhà người ta ở nè. Đó, mát mẻ lắm. Đó. Cây cối sùm. Đường này sẽ tở ra được nha. Đó, nhà người ta này. Đây. Nhà này đây. Đó, xin tới xin nữa là tới lô đất của mình. Đó, ngay cho vị trí của trụ điện này. Đó, trụ điện có dây cao thế đầy đủ. Nhà ra nữa là nhà người ta nữa. Mai mốt chỗ này đầy đủ hết. Đó, đất có chủ hết rồi. Xung quanh đây là đất có chủ hết rồi. Ta nuôi trâu nữa bò. Đây. Đây lô đất, đây lô đất chỗ mình đứng đây. Đây luôn đó. Ngang 25m, dài gần 60m nha mọi người. Đó, dài sau xuống kia luôn kìa. Xung quanh này người ta trồng lúa rồi. Rồi. Này người ta trồng cây, vườn của người ta trồng cây này. À, người ta đang trồng cây đó. Miếng đất của mình kế nhà người ta luôn. Khu dân cư. Đất này thì không định bán, không có ý định bán. Bây giờ nằm trong thế phải bán, kẹt bán. Rồi, chào cả nhà.